Có mỗi việc đấy mà anh cứ nói dai dẳng từ bữa cơm đến giờ không thấy chán à? Anh nói như thế mà nghe được á? Anh không nghĩ cho bố mẹ anh ấy, không phải nghĩ cho tôi chứ. Có việc gì thì trao đổi ở công ty, làm xong phải nhắn tin riêng, hả? Chẳng nhẽ. Để em xinh không? Xinh. Thế xong rồi à? Thôi đi ngủ nhá. Anh. Anh không định có con à? Thì không có con thì em càng giữ được dáng, càng xinh hơn chứ sao? Mà với cả vợ chồng mình còn trẻ ấy, cứ từ từ. Mà không có con đi nữa ấy, thì mình nhận nuôi, sợ gì? Anh nói như thế mà nghe được á? Anh không nghĩ cho bố mẹ anh ấy, cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Người ta bảo tôi cái gì cũng biết, chỉ có đẻ là không biết kia kìa. Xinh đẹp giỏi giang thì làm cái gì, rồi đến đứa con cũng không đẻ được. Tôi chỉ muốn một đứa con thôi, anh có hiểu không? Này, hay là anh có bầu ở ngoài nên là về mới hờ hững với vợ con như thế đúng không? Anh thử nghĩ xem nhá, từ lúc anh lấy tôi về đến giờ, anh đụng một người tôi được mấy lần? Mà có đụng ấy qua loa cho xong trách nhiệm thôi. Em nói tình cái gì đấy? Thôi đi ngủ đi mà còn đi làm. Nếu anh không yêu tôi thì anh lấy tôi về làm cái gì? Để bây giờ giày vò tôi như thế này. Dậy đi. Mà ông như anh ngủ ở đây mà nhở? Sao sáng lại ngoài kia? Sao anh ở kia? Anh đây cơ mà. Sao em lại ở đây? Em đang ngủ cơ mà, tại sao? Hay là em đang mơ? Mà sao giọng em như thế này? Chẳng nhẽ... Ôi anh nhanh lên đi, làm cái gì mà cứ lông ngang lông ngóng. Mà vợ ơi, không dùng sữa rửa mặt có được không? Mẹ em bôi lắm thứ đến mặt thế. Cứ rửa mặt rồi đi serum bác cũng được. Bây giờ ấy là anh đang tạm giữ cơ thể của em thì anh phải bảo vệ nó thật là tốt. Này nhá, nó mà xấu đi nhá hay là mọc thêm một cái mụn nào thôi là anh chết với em đấy. Mà anh phải nhớ này, là không được uống trà, uống cà phê, không được ngồi chỗ người ta hay hút thuốc, và ra ngoài nắng thì bôi kem chống nắng vào trước ít nhất là 30 phút, nhớ chưa? Lượng kem mà bôi lên mặt ý thì bằng 1 đồng xu, cho toàn thân ý bằng 1 miếng chén. Ngoài ra thì nhớ đeo khẩu trang vào, mặc cả váy chống nắng nữa. Mà này, bôi lại kem chống nắng 2 tiếng mỗi lần, nhớ chưa? À này mà còn nữa, bữa trưa ấy ăn được bát cơm thôi, ăn nhiều rau vào, uống thêm một nước hoa quả nữa. Cái gì? Nửa bát cơm á? Em bị điên à? Ăn thì sao mà sống được? Không nói nhiều. Cơ thể của em là chỉ tăng thêm 1 lạng nữa thôi. Là đừng có trách em đấy. Mà nhanh lên đi. Trời ơi, nhìn đầy đoạn người ta như thế này. Chưa?
Rồi, thì anh đã biết mặc cái váy này chưa? Rồi, tem nó nhiều ấy nhỉ. Này, đeo cái này vào. Bây giờ ấy, anh đi một vòng cho em xem. Rồi, ơi, đi phải khép cái chân vào chứ. Đi trên một đường thẳng ấy, thì lưng thẳng, ưỡn ngực, bông cong ra. Cái cằm này, cái cằm ấy phải chết về phía trước, biết chưa? Mệt lắm, cho anh mặc quần đi. Không được, em luôn ăn mặc sang chảnh khi đến công ty. Bây giờ mặc quần người ta cười cho thối mũi giả. Mặc váy, anh cứ mất mát nữa đi. Mà này, em cài cái gì trên đầu đấy? Cái nơ. Em bị hâm à? Em đang biến anh thành con bóng ở showroom của anh đấy à? Hôm nay có khách hàng quan trọng, ăn mặc cho tử tế vào. Bỏ ra đi, sao không phải? Mà này, em đọc xong tí tài liệu nhá. Chỉ còn xuất đơn khách hàng nữa đấy. Biết rồi, mấy cái việc dễ ở tới áp mà chả làm được. Zalo về đơn hàng nhập hàng hôm nay ấy, thì qua Zalo không biết là anh xem chưa? Tôi xem rồi. Mà tại sao cô lại nhắn tin riêng Zalo cho chồng tôi? Có việc gì thì trao đổi ở công ty, làm sao phải nhắn tin riêng? Hả? Thôi cô vào làm việc tiếp đi. Cậu không làm việc ra đi làm cái gì? Dạ thưa anh, là khách hàng hẹn anh đã đến rồi. Thôi tôi biết rồi, đi làm việc đi. Dạ chào anh, không biết là hôm nay anh quan tâm đến dòng xe nào ạ? Cái mẫu xe mà hôm trước tôi đã gửi cho cậu đấy. Ý em là hôm nay bên em có rất nhiều dòng xe mới, đẹp hơn rất là nhiều. Mời anh qua đây. Okay. Em chỉ cho anh xem. Ui đây anh ơi, màu trắng tinh khôi anh ơi. Thôi, tôi vẫn chốt con siêu xe hôm trước rồi nhá. Cái con màu đen như mực đấy cũng mua. Thế cậu có bán không? Tôi đi về rồi. Không mua thì thôi. Càng nghĩ càng bực mình. Bảo là đọc kỹ tài liệu thì không nghe. Đúng là loại đàn bà. Anh bảo ai đàn bà? Mà tại sao có mỗi cái việc đấy mà anh nói dai dẳng từ bữa cơm rồi không thấy chán à? Vừa tốn tiền vừa mất uy tín, còn ngồi đấy mà vứt ve các kiểu nữa. Anh là nhảy vừa thôi. Anh giỏi thì tự đến đấy mà làm. Anh tưởng là tôi báo lắm cái chỗ mà toàn phụ tùng dầu mỡ đấy à? Còn cái gì anh không lo, anh chỉ biết tiền thôi. Suốt ngày ấy, son son phấn phấn thôi, chả được cái tích sự gì cả. Tôi đòi hỏi, cô cứ tưởng là tôi không muốn có con chắc. Có bao giờ ấy, cô hiểu cái thằng chồng này đâu mà. Son son phấn phấn. Sâm Đại Nam chứa các loại thảo dược thiên nhiên, bạch tật lê, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Đặc biệt, sâm Đại Nam chứa thành phần sâm Ngọc Linh, là loại sâm có chứa hàm lượng saponin cao nhất thế giới, là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tăng cường sinh lý nam giới, làm chậm quá trình mãn dục nam của tập đoàn Kohiner. Nãy mình vừa thấy cô ấy uống nó này mà.
Em là vợ chồng mà anh lại giấu em. Anh không nói thì làm sao em biết được. Anh bị trên bảo rồi không nghe, trên đe rồi không sợ như thế. Em lại còn trách móc anh. Bây giờ thì em đã hiểu nỗi khổ của anh rồi. Nhưng mà tại sao anh lại phải chịu đựng như thế? Anh đáng ghét lắm. Anh xin lỗi mà. Chỉ tại anh sợ nói ra vợ buồn nên là âm thầm tìm cách, nhưng mà không ngờ. Em mua cái này cho anh uống. Bạn em nó bảo dùng tốt lắm. Vợ chồng nó dùng rồi. Anh xin lỗi em nhiều lắm vì đã nặng lời với em đó. Anh thề là anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh hiểu mà. Đây đây. Bây giờ mang thai vất vả rồi, em muốn ăn cái gì ý, mà anh sẽ đi mua về nấu cho em ăn hết. Thế bây giờ anh còn nói không? Không có cũng được đâu. Không có là không có thế nào? Xong cái đứa này nhá, anh sẽ cho em đẻ tiếp. Đẻ đến khi nào ấy, bằng một đôi bóng đi thôi. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh ý, cả một cái sâm Đại Nam nữa kìa. Ừ nhờ. Nhờ có Sâm Đại Nam ấy mà một người khỏe, hai người vui, cả nhà hạnh phúc. Ý, từ từ, con đây này. Điều kỳ diệu.